Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay công ty Tân Phú Long sẽ hướng dẫn các bạn về xem phim phun bằng bộ dụng cụ về xem phim phun xăng và dầu được ghi nén. Bộ dụng cụ bao gồm một bình chứa và chỉ dẫn dung dịch. Đây là đầu để cấp hơi, một van để điều chỉnh áp suất, đồng hồ để hiển thị áp suất và đây là ống để canh mức dung dịch ở trong bình. Đây là vị trí để cho dung dịch và đây là van để xả áp suất trong bình. Đối với động cơ dầu, chúng ta sẽ sử dụng nắp này và lắp đường dầu hòa vào đây. Và đây là van để đóng mở dung dịch đi vào động cơ. Còn đây là ống truyền dẫn dung dịch đi vào động cơ. Và đây là các đầu nối và ống nối phù hợp với các dòng xe. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay công ty Tân Phú Long sẽ hướng dẫn các bạn vệ sinh kim phun dầu trên xe Hyundai Volter 150. Ta tìm đến vị trí của bình dầu và xác định đường dầu lên và đường dầu hồi về để kết nối bộ dụng cụ vào. Đường dầu lên luôn đi qua lọc và đường dầu về thì không qua lọc. Đây là đường dầu lên và đây là đường dầu hồi về. Ta sẽ ngắt kết nối hai ống này với bình nhiên liệu và kết nối hai đầu ống này với bộ dụng cụ. Chỏ cho mình dung dịch. Sau đó khóa chặt van, mở nắp. Và chăm dung dịch vào bình. Sau khi chôm đầy, chúng ta bạn chăm nắp lại. Mình sẽ tháo đoạn ống này ra và lựa chọn đầu nối thích hợp để kết nối vào. Dòng xe mà chúng ta sẽ lựa chọn những đầu nối thích hợp. Đối với dòng xe này, chúng ta sử dụng đầu nối này để kết nối vào. Chúng ta dùng cổ dê để giữ chặt đầu nối. Nối vào đầu nối vào bộ dụng cụ. Sau đó chúng ta tháo kết nối ống dầu hồi về bình dầu. Chúng ta sẽ sử dụng đường ống nối để nối đường dầu hồi vào về bình dụng cụ. Đường ống nối không tới bình dụng cụ, chúng ta sẽ sử dụng một đoạn ống để nối. Chúng ta kết nối hơi cho thiết bị, sau đó chỉnh áp suất lên 1-2 kg. Đầu tiên chúng ta sẽ giật núm xoay cùng chiều kim đồng hồ. Khi áp đã lên, chúng ta nhấn nút vào để cố định áp suất. Chúng ta xả gió trong bình dung dịch, mở van dung dịch để dung dịch đi xuống đường ống. Ống này chúng ta sẽ dùng khóa 10 để nới lỏng con ống này để xả gió. Sau khi dầu đã chảy ra, chúng ta khóa lại. Khi xả gió, chúng ta sẽ kiểm tra rò rỉ. Nếu không có rò rỉ trên các đường ống, chúng ta tiến hành mở chìa khóa. Khi đã kết nối bộ dụng cụ lên xe, chúng ta tiến hành mở chìa khóa và khởi động động cơ. Nổ máy, chúng ta để động cơ hoạt động. Đến khi nào mức dung dịch trong bình đến vị trí thấp nhất, chúng ta sẽ tắt máy và sau đó khóa van dung dịch lại để tháo bộ dụng cụ ra khỏi động xe. Khi tắt máy, chúng ta khóa chặt van dung dịch lại, sau đó ngắt khí nén vào bộ dụng cụ. Sau đó chúng ta tháo rào thiết bị ra khỏi xe và lắp lại các đường ống như ban đầu. Sau khi đã lắp lại các đường ống hoàn chỉnh, chúng ta tiến hành xả gió. Chúng ta dùng khóa 10 để nới lỏng con ống này ra. Sau đó chúng ta bơm tay. Khi dầu đã ra được một lúc, chúng ta dùng khóa 10 và siết chặt lại.